Thưa quý vị, ngày hôm qua gần 205 triệu cử tri tại Indonesia đã đi bỏ phiếu để bầu ra vị tổng thống mới, người sẽ kế nhiệm tổng thống Joko Widodo lãnh đạo đất nước này trong nhiệm kỳ 5 năm tới. Cuộc cử tổng thống thì không chỉ là sự kiện chính trị mà còn liên quan chặt chẽ đến vấn đề kinh tế đến sự phát triển của đất nước dưới sự dẫn dắt của một tổng thống mới tại Indonesia. Phóng viên Hữu Hưng từ Jakarta điểm báo về chủ đề này. Kính chào quý vị thúc đẩy tăng trưởng kinh tế là một trong những chính sách ưu tiên hàng đầu mà các ứng cử viên tổng thống Indonesia đưa ra khi tranh cử. Bài phân tích tổng hợp của trang tin Reuters cho thấy là cả ba ứng cử viên tổng thống là cựu thống đốc Jakarta Anies Baswedan, cựu thống đốc Trung Java Ganjar Pranowo và bộ trưởng quốc phòng Prabowo Subianto đều ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng GDP và tạo thêm nhiều việc làm cho người dân ông Ganja và Brabovo cùng cam kết thực hiện tiếp các chương trình dự án của chính quyền Tổng thống Jokowi, trong đó có siêu dự án xây dựng thủ đô mới Nusantara. Ứng cử viên Anis tuy có lên tiếng đánh giá xem xét lại dự án này, song theo các ý kiến phân tích thì cũng sẽ không thay đổi được điều gì khi mà việc triển khai dự án đã được đưa vào luật. Trong bài viết trước đó đăng trên trang tin Antara, thư ký Bộ Điều phối các vấn đề kinh tế Sushi Mojaso Mozaso cho biết là cuộc tổng tuyển cử năm 2024 sẽ đóng vai trò là động lực tích cực cho tăng trưởng kinh tế của Indonesia. Ông Susi Wijono giải thích là về mặt lịch sử, thời kỳ bầu cử có xu hướng thúc đẩy hoạt động kinh tế trong nước thông qua chi tiêu của chính phủ và các hoạt động tiêu dùng khác, đặc biệt là các tổ chức phi lợi nhuận phục vụ hộ gia đình. Ngoài ra thì các hoạt động trong thời kỳ bầu cử có thể làm tăng tổng sản phẩm quốc nội GDP thực tế và tăng tốc độ lưu thông tiền. Thông tin trên trang CNA cho biết là tính đến tháng 12 năm ngoái, chính phủ Indonesia đã chi 1,5 tỷ đô la Mỹ để trang trải các chi phí liên quan đến cuộc bầu cử. Và ngân hàng trung ương Indonesia thì cho rằng là nhờ chi tiêu liên quan đến bầu cử, tăng trưởng GDP của nước này sẽ phục hồi trong năm 2024 trong khoảng từ 4,7 đến 5,5%. Thị trường tài chính Indonesia phản ứng tích cực cho đến sát cuộc bầu cử. Theo tờ Jakarta Post, đồng Rupiah đã mạnh lên trong tháng 2 và đạt mức cao nhất trong tháng ngay trước ngày bầu cử. Điều này cho thấy là những diễn biến sôi động trong nước trong bầu cử không gây lên mối lo ngại nào lớn trên thị trường tài chính Indonesia. Trái lại, niềm tin của người tiêu dùng Indonesia đã tăng cao trước cuộc bầu cử, cũng là thông tin trên tờ Jakarta Post. Điều quan trọng là cuộc bầu cử tổng thống Indonesia đã diễn ra trong trật tự và an toàn, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư về một tương lai ổn định và phát triển của Indonesia. Hữu Hưng, truyền hình Việt Nam từ Jakarta. Indonesia.